Xin chào mọi người. Hiện nay vấn đề rác thải đang là vấn đề cực kỳ nhức nhối đối với toàn xã hội. Ở những cái vùng nông thôn chưa có bãi rác thải thì hầu hết người dân cũng chưa ý thức được cái tác hại của rác thải với môi trường, cho nên vẫn cứ xách rác vứt bừa bãi. Hoặc có những gia đình ở những cái vùng xã đang có mục tiêu về đích nông thôn mới thì địa phương cũng đã yêu cầu làm lò đốt rác gia đình và xây bằng, hoặc là có những khu vực ở thành thị ví dụ như ở thị trấn hoặc là những vùng trung tâm có điều kiện thì cũng đã bố trí bãi rác thải. Tuy nhiên thì cái lượng rác thải này hầu hết đều đưa đến đổ ở đó, cũng chưa có hướng xử lý và nó vẫn thẩm thấu ra môi trường, đặc biệt là vào mùa mưa thì mưa xuống có thể nước có thể đưa rác đi khắp nơi. Đó là vấn đề cực kỳ ô nhiễm môi trường. Vì vậy, lò đốt rác gia đình có thể là một cái biện pháp tạm thời và tối ưu hơn so với cái việc đưa đi đổ ở bãi rác thải. Thì ở đây, gia đình tôi đã sử dụng cái thùng phi làm lò đốt nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên thì để xây dựng cái ý tưởng hoàn thiện hơn để nó phát huy được tối ưu cái ưu việt của lò đốt rác gia đình bằng cách tận dụng thùng phi thì tôi chưa có thời gian làm. Và hôm nay tôi đã bỏ ra một chút thời gian để giới thiệu đến lò đốt rác gia đình bằng cách tận dụng thùng phi. Ở đây là tôi làm theo cái ý tưởng của tôi và tôi đã cố gắng làm hết mức có thể để nhằm đảm bảo nó phát huy được tính ưu việt. Cũng đã có nhiều người đã thực hiện cái phương pháp này rồi. Tuy nhiên tôi sẽ không bàn, tôi sẽ không đánh giá những cái việc người khác đã làm và tôi chỉ giới thiệu qua về cái việc tôi đã làm. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Trước hết là về bản vẽ, tôi đã vẽ một bản vẽ sơ hòa ra và tôi sẽ giới thiệu qua bản vẽ. Như chúng ta thấy trên bản vẽ thì đây là mặt đứng của lò đốt. Thì lò đốt có kích thước bao gồm chiều cao là 1 m và đường kính thùng là 50 cm, được kê trên hai viên táp lô, hai hoặc ba viên táp lô là có chiều cao là 20 cm. Mặt trước có cửa thải tro kích thước là 30-40 và bên hông cũng có những cái lỗ nạp khí CO2, khí oxy. Kích thước lỗ thì khoảng 1 cm vuông và phía đáy thùng cũng thế, cũng có những cái lỗ nhỏ để nạp nó có thể cháy dễ dàng. Và bên nữa là có thanh lưới đào rác thì khả năng di động của nó lên xuống là 5 cm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng bộ phận. Đây là cấu tạo đáy thùng và lưới đào rác. Đáy thùng có thể đục khoảng 10 lỗ, mỗi lỗ có đường kính từ 1,5 đến 2 cm tùy ý để cho dễ dàng thông khí từ dưới. Còn đây là cấu tạo lưới đào rác. Ta có thể sử dụng thép 6 hoặc thép 8 để làm lưới này. Thì cự ly bước thép sẽ là 10 cm, gồm 5 thanh. Các đầu ngoài thanh thì để khoảng 5 cm bẻ quạp lên để tránh nó bị tuột đi tuột lại khi chúng ta cho vào đáy thùng. Và một bên sẽ để dài ra khoảng 20 cm để chúng ta có thể dễ dàng cầm gạn lên hạ xuống khi đào rác. Các thanh này được liên kết với nhau bằng các mũi hàn. Đây là hướng đào rác theo hình chữ L ngược. Khi ta chưa gạt lưới đào rác thì nó ở vị trí chấm đen đậm. Còn khi nào chúng ta sẽ thực hiện đào rác thì chúng ta sẽ gạt lên và gạt qua phải để nó mát lại, tạo cái khoảng cách 5 cm để cho không khí nó có thể vào khe hở này để nó tiếp tục cháy rác khi chưa cháy triệt để. Tiếp theo là cửa thải tro. Thì cửa thải tro được cắt theo hình chữ nhật kích thước 30-40. Thì một bên chúng ta sẽ cố định nó bằng luồn hai cái tai thép, còn một bên chúng ta cũng buộc thép và bên cạnh chúng ta đục một lỗ sử dụng để lấy cái thép đó móc lại, mục đích là để nó yên vị khi chúng ta đang tiến hành đốt rác. Và đây là mô hình lò đốt rác sử dụng bằng thùng tận dụng thùng phi. Thì ở đây do không có kinh phí và tôi cũng không có thời gian để vọc nhiều, cho nên tôi đã tận dụng cái cốc trà sữa làm thùng.
và tâm là tượng trưng cho lưỡi thép. Tâm này thì tôi đã liên kết nó theo cấu tạo bằng cách là lấy keo 502 dán lại. Thì chúng ta xem qua cái thân lỗ đốt rác như sau. Đây là toàn thể, toàn thân của thùng. Xung quanh thùng, chi tiết thứ nhất, đây là cửa để lấy tro. Thì cửa để lấy tro thì sẽ cắt rộng này là 40, ngang 40 này, cao 30 này. Thì giữ bằng hai cái tay thép, thì chúng ta có thể sử dụng thép ly là 1 ly hoặc là 0,8 ly đều được hết. Sử dụng thép buộc, miễn sao thì nó có một cái cố định kiên cố chắc chắn là được. Còn đây có thể dùng thép 1 ly. Ở đây là tôi đã làm một cái móc, móc và đục một lỗ ở đây để cài vào cho nó cố định. Và chi tiết tiếp theo đó là lỗ thông khí, và cũng chính là lỗ để lưới thép sâu qua. Chúng ta có thể làm rộng hơn đường kính của thép phi 6 hoặc phi 8 để nó tận dụng lấy khí oxy vào xung quanh này. Bên này thì nó cấu tạo hình chữ L, các lỗ lỗ này là sẽ hình chữ L treo ngược lên. Mục đích là khi mà cái lưới thép này đang ở đáy thế này thì chúng ta cần đào rác, chúng ta sẽ đẩy lên và gạt sang một bên để nó mắc lại, nó không bị thả xuống. Thì kích thước như tôi đã nói là 5 phân 5 cm. Đây, còn lưới thép cao tạo thế này. Sở dĩ phải làm lưới thép và có cái chỗ hình chữ L để gạt lưới thép lên đào rác là vì thế này. Khi mà rác, nhất đặc biệt là cái rác là nó bằng nhựa, hoặc như túi bóng nhựa, thì bắt đầu khi nó cháy thì nó sẽ có xu thế là, hoặc là hơi ẩm ướt, rác hơi ẩm ướt thì nó có xu thế là chảy dèo ra, nó xuống đáy thùng ở đây. À khoan đã, tôi nói thêm này, cái chi tiết là lấy khí vào phía đáy thùng thì cũng đục những cái lỗ như thế này. Ở đây tôi đục lỗ hơi lỗi một phần là nó cũng có phần hơi che mất đi cái thép lưới. Tuy nhiên thì do cái này, cái tâm này nó to, không đúng cái tỷ lệ của thép sau với đáy thùng cho nên nó che hết lỗ. Trên thực tế thì cái lỗ này cho nó lệch ra một tí. Đấy, và khi mà rác nhựa, bằng túi bóng và những rác hơi ẩm ướt một tí, nó có xu thế là chảy cháy, cho nó chảy xuống đáy thùng, nó sẽ rất khó khăn trong việc chảy triệt để. Cho nên khi đó chúng ta sẽ tiến hành đào gạt cái cần này lên. Gạt thì khi mình gạt, những cái rác nó sẽ vướng vào cái lưới thép này, được nâng lên ở một cự ly là 5 cm. Vì vậy khi đã được nâng lên thì khí ở đây nó sẽ vào dễ hơn, khí oxy vào trong này thì nó sẽ lại bùng cháy lên triệt để. Đó là cái ưu điểm luôn. Còn bộ phận cửa nói qua rồi, đó là cấu tạo thực tế. Bây giờ tôi sẽ phân tích ưu nhược điểm của lò đốt rác làm bằng thùng phi. Đầu tiên tôi sẽ nói về cái ưu điểm, thì nó gồm 3 ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là vật liệu rẻ, dễ làm. Ở đây tôi nói vật liệu rẻ chứ không nói là dễ kiếm nhá. Rẻ ở đây thì cái thùng phi thì nếu chúng ta kiếm được thì sau đó dùng thép làm lưỡi thì chỉ có khoảng 3 mét rưỡi thép, thì tổng cộng số thép đó khoảng hơn 1 cân. Thì giá bây giờ hình như là 16 hoặc 18 nghìn trên 1 kg. Và qua đó thì chúng ta có thể đưa đến cái cửa hàng cơ khí bằng những cái người làm giàn mát, thì ta chỉ cần nhờ họ cưa thép rồi chọt cho vài mũi hàn và cắt cái chọt vài lỗ rồi cắt cái cửa đào ra, cửa lấy tro. Như vậy là về chúng ta tự lắp ghép thế là xong, hoàn thiện. Ưu điểm thứ hai
đó là khả năng cơ động và chiếm ít không gian. Thì ở đây vì nó chỉ kê lên bằng 3 cái viên gạch cho nên là nó không phải là xây cuội kiên cố, cố định một chỗ nên rất cơ động, chúng ta có thể di chuyển đi bất cứ nơi nào chúng ta mong muốn. Và thứ hai đó là nó chiếm nhiều, chiếm ít không gian bởi vì nó chỉ có đường kính thùng là 50 phân và chiều cao thùng chỉ có 1 mét. Vì vậy là chúng ta kê chỉ cần một không gian nhỏ, 1 mét vuông đất cũng có thể kê được nó rồi. Như vậy là nó có cái ưu điểm này rất đặc biệt. Ưu điểm thứ ba đó là khả năng cháy triệt để. Như tôi đã phân tích thì đáy thùng được đục thêm nhiều lỗ để tiếp thêm oxy, và đối với rác thải nhựa và túi bóng thì khi đốt thì nó có xu hướng chảy xuống đọng lại ở dưới đáy thùng và nó đóng thành tàng, trong khi đó lại có thêm cái lưới đào, cho nên khi chúng ta đào thì nó lại tạo thêm một cái khoảng cách 5 cm thì nó có thể thu thêm cả khí để nó tiếp tục cháy, kể cả những cái rác còn có độ ẩm một tí chưa cực kỳ khô thì nó vẫn có thể cháy được sạch, không như những cái lưới thông thường mà thì chỉ đặt lưới ở trên không thì khi đốt cháy nhựa nó sẽ chảy xuống dưới đất luôn, và như thế thì nó không tiếp tục cháy được nữa. Và hơn nữa đối với cái thùng làm bằng thép cho nên là khi cháy rác ở trong nó sẽ tỏa nhiệt, thì thép nó sẽ thu nhiệt, thì bản thân thép nó lại tỏa ra một lượng nhiệt cực kỳ nóng, thì nhiệt độ đốt nó sẽ tăng vượt cả 100 độ C. Vì vậy là nó có thể thiêu cháy được bất kỳ vật dụng nào dù ẩm ướt hay là cứng đầu. Đó là cái ưu điểm. Tiếp theo là phần nhược điểm. Phần nhược điểm thì sẽ ít hơn ưu điểm một tí, là nó chỉ có 2 nhược điểm. Nhược điểm thứ nhất đó là tuổi thọ nó thấp. Ở đây vì nó làm bằng thép và thường xuyên đốt nóng cho nên là cái thời gian và khả năng oxy hóa nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Vì vậy là tuổi thọ nó cũng sẽ giảm. Đặc biệt nếu trường hợp mà ta đi ngoài trời mưa nó tiếp xúc với nước thì nó sẽ dễ dàng bị rỉ sét và nhanh hư hỏng. Thì để khắc phục được nhược điểm này thì chúng ta sẽ để ở những cái vị trí nào mà có mái che, hoặc là không thì chúng ta sẽ dùng những cái tấm tôn, tấm nào đó che trên cái phía trên miệng của thùng. Thì như thế để hạn chế cái việc mưa hắt vào, nó sẽ làm tăng tuổi thọ của thùng. Nhược điểm thứ hai là nó có thể gây nguy hiểm với người, vật nuôi, đặc biệt là trẻ em. Thì khi mà cái thùng, thân thùng chúng ta tiến hành đốt rác thì thân thùng sẽ bị nóng lên. Và như vậy nếu vô tình chúng ta chạm vào thùng thì sẽ gây bỏng. Và thứ hai, đối với cái thanh lưới đào rác thì chúng ta không cẩn thận hoặc chúng ta vô ý mà thực hiện đào rác mà không dùng rẻ nắm thì có thể là sẽ gây bỏng tay. Để khắc phục cái nhược điểm này thì chúng ta có thể để xa nơi nơi ở hoặc có cái rào chắn nào đó để hạn chế cho trẻ con đến gần. Và trong quá trình đốt thì chúng ta phải tiến hành che chắn lại, đừng để cho trẻ em hay là vật nuôi như gà, vịt, gan ngỗng, bởi vì đối với gà con là nó có xu thế lao đầu vào lửa như kiểu con thiêu thân đó. Đó là hai cái nhược điểm cũng sẽ dễ khắc phục thôi. Và qua cái video này thì hy vọng là những ai, những gia đình nào chưa có lò đốt rác mà tìm kiếm được một cái thùng phi thì hãy tận dụng làm một cái lò đốt rác cho gia đình mình để tránh xả thải rác thải ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ môi trường trong sạch. Xin cảm ơn đã theo dõi.